Xuân xuân ơi xuân đã về, có nắng hơi nào vui hơn ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc giao thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh em bay về cho tình mình náo nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đám mây vàng chào mừng xuân sang. Nghe hàng vàng hót có chúc yên lành, đến những đám hoa yên ấm an vui. Nào em thơ quê áo mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc một người với bao điều mong ước. Trong mừng xuân ta vẫy tay chào, kính chúc một nhà gặp nhiều an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Quang Thiện cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni, hôm nay Chư Tăng Ni và quý nam nữ Phật tử Chùa Pháp Hoa hôm nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ, kính dâng lên lời tán bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Hòa Thượng, xưng về bên cửa thiền môn, trước thiền năm mới Thế Tôn mỉm cười. Xưng Di Lặc xưng vui tươi, chúc mừng năm mới, người người vạn an. Kính bạch Hòa Thượng, theo pháp thế gian, cứ mỗi độ xưng về hàng tăng ni chúng và Phật tử chùa Pháp Hoa dân theo lời chỉ dạy của Hòa Thượng Viện Chủ. Chùa Pháp Hoa có tổ chức hành hương chiêm bái những ngôi chùa lân cận. Thì hôm nay nhân dịp đầu xuân, hàng tăng ni Phật tử chúng con về đây trước là lễ Phật, sau là chúc mừng khánh tế Hòa Thượng cũng như Chư Tôn Đức Tăng Ni được thêm một tuổi phúc. Và chúng con cũng có chút ít tịnh tài tịnh vật dâng lên cúng dường Hòa Thượng, ngưỡng nguyện mười phương chư Phật từ bi gia hộ cho Hòa Thượng trong năm mới bính thân này được nhiều sức khỏe, phước như đông hải, thọ mạng miên trường. Quý ngài luôn luôn mãi mãi và là tàn cây đại thọ che mát cho chúng con và Phật tử trên bước đường tu học. Ngưỡng nguyện Hòa Thượng từ bi hoan hỷ chứng minh nạp thọ cho chúng con được trưởng thừa công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát Tát Đại chứng minh. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 14 tháng 2 năm 2016. Chùa Quang Thiện rất là hoan hỷ và phúc duyên tiếp đón hai đoàn của chùa Pháp Hoa đi hành hương đầu năm. Chùa Quang Thiện là số 1. Quý vị đi đường xa có mệt không? Nếu không mệt chỗ ông trời không thể thật lắm rồi. Thứ nhất là chúng tôi kính đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ Pháp Hoa. Ngài và chúng tôi là những người bạn thân tình và đến Mỹ lâu năm, quen biết nhau đã 30 năm rồi. Cái thân tình đó giữa thầy và chúng tôi rất là theo kiếp trong những sinh hoạt của Phật giáo tại Hoa Kỳ. Quý vị không những gây duyên lành một chùa mà còn 10 chùa, không chỉ duyên lành một ngày mà tới 365 ngày. Tôi tin chắc là năm đứng thăm này quý vị không chỉ được an tâm. Cầu xin Phật tổ gia hộ cho tất cả chúng ta những người công việc xa nước. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Trên Hòa Thượng đã từ bi quan hỷ chứng minh nạp thọ cho rồi và còn ban bố pháp âm vô cùng quý báu, khuyến tấn chúng con trên bước đường học đạo và hành thiện nghiệp, chúng con xin y giáo phụng hành và đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Nhất tâm đảnh lễ hiện tiền chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni tam bái. Yeah.
chùa Điều Ngự đến tham quan chùa chúng ta. Xin mời tất cả quý vị vào nhận thức ăn và thưởng thức một chương trình văn nghệ. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Thảo Nhi xin kính chào quý vị. Thảo Nhi xin chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, phát tài phát lộc. Và sau đây Thảo Nhi xin trình bày đêm giao thừa nghe một khúc dân ca. Sóc sờ bay sóc trăng. Hòa